rất thiết luôn. Bình minh tình yêu. Tuy là hơi mập một xíu nhưng mỏng sao. Tại đâu? Tiếp tục nha.
sức lực cuối tay chưa hết đâu. Máy quay quay xuống, tay đẹp quá máy quay ơi. Yeah. Cảm ơn anh gái rất nhiều. Ok. Oh. Oh. Ok. Nữa. Và bây giờ Quang Tuấn Du chào tạm biệt. Nói chứ chương trình hôm nay rất là đông ca sĩ, cho nên là mọi người sẽ thấy nhiều cảm xúc hôm nay. Mỗi ca sĩ chia sẻ một cảm xúc khác nhau. Riêng Quang Tuấn Du dù có quậy đi chăng nữa, chúng ta phải luôn nhớ cha mẹ, nhớ đến xã hội luôn luôn yêu thương chúng ta. Vì vậy một lần nữa cho phép Du hơi một chút gọi là chia sẻ với tất cả mọi người nha. Một tràng vỗ tay tạm biệt được không ạ? Thank you. Anh Du đã tạo cho chúng ta thật là nhiều cảm xúc, và riêng Huy thì vô cùng xúc động khi thấy mà anh Du biểu diễn hết mình với tất cả mọi người, và đặc biệt là mồ hôi đầm đìa. Và anh Du phát biểu những câu gửi gắm mọi người.